Bao nhiêu điểm cho sự đáng yêu này? Hi, xin chào các bạn, mình là Sean. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc bé móc khóa mặt trời. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước hết, các bạn sẽ lấy len màu vàng mơ ra. Chúng ta cầm cái móc bằng tay phải, cầm len bằng tay trái và sẽ bắt đầu với một vòng tròn ma thuật. Kế đến, lên thêm một bính để làm bính khởi đầu. Vòng thứ nhất, chúng ta sẽ móc vào trong vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Trước hết là mũi đơn đầu tiên. Sử dụng ghim đánh dấu dòng để đánh dấu vào vị trí của mũi đơn đầu tiên này. Hoàn toàn tương tự đối với 5 mũi đơn còn lại, các bạn tự mình hoàn thành. Móc xong mũi đơn thứ 6, các bạn lấy ghim đánh dấu dòng ra. Móc vào đây một mũi rời để kết thúc vòng thứ nhất. Sau đó lên thêm một bính để bắt đầu vòng thứ hai. Vòng thứ hai, chúng ta sẽ móc 6 mũi tăng vào vị trí của 6 chân móc. Trước hết, móc một mũi đơn vào vị trí của chân móc thứ nhất. Dùng ghim đánh dấu dòng để đánh dấu vào vị trí của chân móc đầu tiên này. Tiếp đến, vẫn là vị trí chân móc đầu tiên, các bạn đưa kim và móc vào đây thêm một mũi đơn nữa, tổng cộng 2 mũi đơn. Cùng một vị trí chân móc, chúng ta đã móc vào đây 2 mũi đơn, đây được gọi là mũi đơn tăng, hay gọi vắn tắt là mũi tăng. Hoàn toàn tương tự, các bạn sẽ tự mình hoàn thành 5 mũi tăng còn lại. Kết thúc vòng thứ hai, chúng ta thu được tổng cộng 12 mũi. Móc xong mũi đơn cuối cùng, các bạn lấy ghim đánh dấu dòng ra. Móc vào đây một mũi rời để kết thúc vòng thứ hai và sau đó lên thêm một bính để bắt đầu vòng thứ ba. Các vòng sau cũng hoàn toàn tương tự. Vòng thứ ba, chân móc đầu tiên các bạn móc một mũi đơn. Chân móc thứ hai các bạn móc một mũi tăng. Đây là tổ hợp đầu tiên của vòng thứ ba, gồm một mũi đơn và một mũi tăng. Chúng ta sẽ cần móc tổng cộng 6 tổ hợp như thế này. Lặp lại tổ hợp trên thêm 5 lần nữa để thu được tổng cộng 18 mũi. Vòng thứ tư, chân móc đầu tiên các bạn móc một mũi đơn. Chân móc thứ hai móc một mũi tăng. Chân móc thứ 3, móc một mũi đơn. Đây là tổ hợp đầu tiên của vòng thứ 4, gồm một mũi đơn, một mũi tăng và một mũi đơn. Chúng ta sẽ cần móc tổng cộng 6 tổ hợp như thế này. Lặp lại tổ hợp trên thêm 5 lần nữa để thu được tổng cộng 24 mũi. Vòng thứ 5, 3 chân móc đầu tiên, các bạn sẽ lần lượt móc vào đây 3 mũi đơn. Chân móc thứ tư các bạn móc một mũi tăng. Đây là tổ hợp đầu tiên của vòng thứ 5, gồm 3 mũi đơn và một mũi tăng. Chúng ta sẽ cần móc tổng cộng 6 tổ hợp như thế này. Lặp lại tổ hợp trên thêm 5 lần nữa để thu được tổng cộng 30 mũi. Vòng thứ 6 cũng là vòng cuối cùng. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc lần lượt vào đây một mũi đơn. Tổng cộng 30 chân móc tương ứng với 30 mũi đơn. Móc xong mũi đơn cuối cùng, các bạn móc một mũi rời. Sau đó lên thêm một bính. Cắt dây. Và siết chặt. Sử dụng kim khâu để giấu mối len thừa ra mặt sau. Hoàn toàn tương tự, các bạn sẽ móc thêm một miếng nữa. Tổng cộng chúng ta cần móc 2 miếng như thế này. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng len màu vàng tươi để móc phần viền mặt trời. Các bạn đặt chồng 2 miếng lên nhau, kéo sợi len qua và lên thêm một bính làm bính khởi đầu.
Kế đến, vẫn là vị trí chân móc này. Các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn. Ở chân móc thứ hai, các bạn sẽ móc một tổ hợp gồm 4 mũi. Một mũi nửa kép, hai mũi kép và một mũi nửa kép. Tiếp theo, chân móc thứ ba, các bạn sẽ móc một mũi đơn. Đây là tổ hợp đầu tiên của phần viền mặt trời. Tổng cộng chúng ta sẽ cần móc 10 tổ hợp như thế này. Hoàn toàn tương tự, các bạn sẽ tự mình hoàn thành 9 tổ hợp còn lại. Khi chỉ còn lại 2 tổ hợp, các bạn sẽ nhồi vào trong đây một ít gòn bi. Và tiếp tục móc cho đến hết vòng. Móc xong tổ hợp cuối cùng, các bạn móc một mũi sời và lên thêm một bính để kết thúc. Sau đó cắt len và siết chặt. Sử dụng kim khâu để giấu mới len thừa đi. Dùng len màu đen để khâu tạo hình phần miệng cho bé. Sau đó, đính mắt lên phía trên. Cuối cùng là điểm thêm một chút má hồng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Video hướng dẫn đan móc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau.